Alo, à các bạn, cả đoàn chúng ta là bây giờ đang ở ngay cái cổng vịnh rồi. Từ đây vô cái cổng vịnh là khoảng 15 đến 20 phút nữa là chúng ta tới cái cổng vịnh. Mọi người đang ăn sáng. À, mấy anh kia ăn sáng xong xách giỏ đi các bạn thấy không? Ăn sáng xong là xách giỏ đi liền, không từ biệt bà con gì hết. À, rồi. À, tối qua ngủ xe ngon không anh? Đã rồi. Đã rồi. Giác rất là vô mốt. Rất là vô mốt rồi. Tối qua ngủ trên pháo đài bay nó như thế nào? Rất là phê thầy ơi. Chuyên cơm mặt đất. Rất là phê, xe rất là đẹp. Mọi người rất là vui vẻ. Ok. Tuy cảm giác sáng nay ăn sáng như thế nào? Dạ sáng ăn mực mực nhảy tủng tủng luôn, ăn rất là ngon, mực nhảy tủng tủng luôn. Mực mực đây là ở dưới quê biển quê người ta đánh lên. Dạ. À, cứ tối người ta đánh là sáng cái người ta bắt lên. Dạ. À. Có gửi lời chào gì tới cho mọi người không? Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người, hôm nay rất là thú vị. Hôm nay có đi bán trà sữa không? Dạ không. Không. Hôm nay nghỉ. Không nay nghỉ. Bữa nay bán trà sữa không ơi. Hôm nay không bán trà sữa à? Ok, còn cái bàn này. Ok. Không. Hôm nay không bán trà. Đang làm gì vậy? Đang làm vụ gì vậy? Đang làm ngựa. Đang làm ngựa. À, còn các bạn thấy cái này, cái nhóm bên kia các bạn thấy đang ăn nhiệt tình không? Nhóm kia đang ăn rất là nhiệt tình. Ăn vô cùng nhiệt tình. Còn các bạn thấy cái ảnh này nè, ảnh mà nam mà các bạn thấy ảnh mắc nó kỹ không? Ảnh chuẩn bị đánh son, đánh phấn rồi gì lên đó. Đó chưa? Kem chống nắng rồi. Kem chống nắng rồi đó các bạn. Giới thiệu sản phẩm luôn thầy. Đi rồi. Bán mỹ phẩm đó thầy. Phẩm bán. Đi chương trình này nam thành nữ rồi các bạn ơi. Soi kỹ đây, soi kỹ đó.